luôn rồi. Và bây giờ tiếp theo là chưa? Để đón một năm mới thì tôi cũng xin
và có một chút là tâm sự với trung tâm. Tức là tôi tập đến là tháng 3 năm tới này là 8 năm rồi. Từ ngày mà coi như là khai trương với trung tâm yoga này thì tôi tập đều suốt từ ngày ấy. Nhưng tôi cảm thấy là sức khỏe của tôi là vô biên cương luôn, rất là khỏe. Năm nay 73 nhưng mà cũng không có một tí cái gì gọi là già đâu. Trước khi là các chị em là nghỉ Tết để đón xuân thì tôi cũng xin được chúc là toàn bộ các cô giáo thầy giáo, các chị em học viên là đón xuân mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin mời và đến sau cái buổi tiệc tất niên ngày hôm nay thì cô Bình ca, học viên ca 15 giờ sẽ có một cái bài thơ để tặng tới tất cả học viên của trung tâm. Chúng ta chờ đợi cô chuẩn bị.